Gấu đi cài, Việt sắp hại mọi người nhấn like. Trường học đóng cửa 7 ngày, nếu không tuân thủ quy định đóng cửa trường học, bạn sẽ chết. Làm sao để tôi là người học giỏi trong lớp toán cấp 3. Đột nhiên nhận được một tin nhắn, theo quy định trường học hiện đã đóng cửa trong 7 ngày. Hãy làm theo 25 quy tắc sau. Bạn chỉ có thể rời đi sau khi trường học được mở khóa trong 7 ngày. 1. Nhớ đừng cố nghỉ học sớm và không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. 2. Nếu giáo viên chỉ hoãn lớp học, hãy bỏ qua việc bạn không được phép ở lại lớp học sau giờ học. 3. Không được phép bỏ lớp, giữ im lặng trong lớp học. 4. Thư viện tuyệt đối an toàn, nhưng bạn chỉ có thể ở lại tối đa 2 giờ một lần. Phải im lặng trong thư viện nếu không sẽ bị quản trị viên trừng phạt. 5. Ký túc xá tuyệt đối an toàn nhưng chỉ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. 6. Phòng học an toàn, bạn chỉ có thể ở lại tối đa 1 giờ mỗi lần. Học sinh có thể giao tiếp với nhau, nhưng những học sinh trong phòng học không hẳn là bình thường. 7. Nếu người ở ký túc xá không chủ động mở cửa, không ai từ bên ngoài có thể vào ký túc xá. 8. Đi ngủ sau 23 giờ. Đừng mở cửa cho người khác kiểm tra giường của bạn. 9. Đừng tắt đèn khi đi ngủ vào buổi tối, đèn sẽ tự tắt. 10. Khi nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đỏ ở hành lang ký túc xá, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ký túc xá ngay lập tức. Đừng nhìn lại trong lúc này. 11. Nếu bạn có vấn đề gì ở ký túc xá, hãy đến gặp người quản lý ký túc xá. Nếu bạn có thắc mắc ngoài ký túc xá, hãy gặp nhân viên tư vấn. 12. Đừng đến văn phòng hiệu trưởng. 13. Đừng ăn bánh bao nhân thịt ở căng tin. 14. Tránh xa mèo trong khuôn viên trường. Không bao giờ cho mèo ăn, bởi vì bạn không thể chọn những gì bạn cho mèo ăn. 15. Không có chó trong trường. Tránh xa những người nhìn thấy chó. 16. Hãy coi chừng các hội sinh viên. Không có ai trong hội sinh viên. 17. Không rời khỏi ký túc xá sau 10 giờ tối. Chúng ta phải đợi đến bình minh. 18. Trong ký túc xá bị tiêu diệt, đừng ăn những gì bên trong và đừng nói chuyện với những người bên trong. 19. Đừng nói chuyện với mọi người trong phòng vệ sinh trường học. 20. Trước khi đi ngủ, hãy chắc chắn rằng bạn cùng phòng của bạn là những người bình thường. Nếu phát hiện bất thường, nói rằng con chó ở bên ngoài, khóa những người đi ra ngoài. 21. Cố gắng đảm bảo an toàn cho bạn cùng phòng, không dễ để tồn tại một mình. 22. Bất cứ khi nào, đừng ăn quá nhiều, đừng quá tham lam. 23. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. 24. Trong 7 ngày, các trường học sẽ được mở khóa trong 7 ngày. Bắt xe buýt số 17 và rời khỏi đây. 25. Trước khi trường học được mở khóa, không bao giờ bỏ học. Tôi đã đọc tin nhắn này, nhìn lên và nhìn xung quanh. Học sinh trong lớp nhìn nhau, tất cả đều đã nhận được tin nhắn này. Tôi định nói chuyện với bạn cùng phòng Phu Trang thì giữ im lặng trong lớp học. Tôi ngậm miệng lại, mở tin nhắn nhóm ký túc xá. Tôi hỏi bạn có nhận được tin nhắn không? Vâng, đó là một trò đùa. Tôi không tin. Trò đùa này không nên lan truyền ra cả lớp phải không? Anh Trang, anh không tin đâu. Rồi đứng dậy và gầm lên, xem bạn có chết không? Mặc dù việc này là rất phản khoa học, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ không thể giải thích một cách khoa học. Chúng ta đừng hành động hấp tấp. Sau đó Suyu gửi một gói biểu tượng cảm xúc đầu chó. Trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng, đột nhiên có một chàng cười vang lên. Tiếng cười vang lên trước mặt tôi. Tôi nhìn lên. Ôi trời ơi, Nasime xem lắc đít trên tóc tóc. Tôi đoán nó không nhìn thấy tin nhắn văn bản. Tiếng cười đó ồn ào trong lớp học. Cô giáo ngừng dạy, khuấy miệng cong lên đáng sợ, cười khẩy như một cái máy. Sau đó nói, nếu bạn không tôn trọng giáo viên của mình, bạn sẽ phải trả giá. Sau khi giáo viên nói xong, cậu bé ngừng cười. Đôi mắt anh ấy đờ đẫn, từ từ ngẩng đầu lên, thân hình dần dần hướng lên trên. Cuối cùng anh bị treo cổ giữa lớp học. Từ từ nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ không xác định. Một số cô gái rụt rè bên cạnh tôi hét lên. Cái kết tất nhiên là giống nhau. Sự im lặng chết chóc quay trở lại lớp học. Thầy tiếp tục giảng bài. Tin nhắn trong nhóm ký túc xá bùng nổ. Tình hình thế nào? Tin nhắn là có thật. Tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi sẽ đến thư viện sau giờ học. Tôi không ngờ rằng mình sẽ đến thư viện lần đầu tiên trong đời. Thực ra trong trường hợp này, sau đó tôi sẽ vào phòng học xem chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chúng ta có thể nhận được một số tin tức. Ông chủ He, bạn thực sự là một anh hùng. Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào bạn. Đừng tùy tiện nói từ chó. Lục Trạch, cậu có thấy con chó không? Cười chết tiệt, tôi nổi da gà. Tôi luôn ở bên cạnh anh Trang. Đừng nói xấu tôi. Chung Gieo, giáo viên dạy toán cấp 3 dường như không nghe thấy tiếng chuông. Anh còn yêu cầu lớp trả lời câu hỏi. Không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Nếu giáo viên chỉ hoãn lớp học, hãy bỏ qua vì bạn không được phép ở lại lớp học sau giờ học. 6 người chúng tôi ở ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Tính từ bây giờ trở đi, hôm nay là ngày đầu tiên Yen Phơ Đê Hoa đi đến thư viện. Suyu và Phim Cần, những người ban đầu dự định trốn học cùng nhau, và tôi quyết định cùng Ai Kun đến phòng làm việc để hỏi tin tức. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo trong phòng làm việc cho tôi biết, đây không phải là thời điểm tốt trong thời gian trường học đóng cửa 7 ngày này. Học sinh trong phòng học không hẳn là bình thường. Trước khi vào phòng học, Ai Kun nhắc nhở tôi, chỉ 7 ngày, chỉ cần làm theo các quy tắc, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không phải là đơn giản. Một người có mái tóc đuôi ngựa cao, cô gái có vẻ nói tiếng Anh rất giỏi nói. Ai Kun cũng tham gia thảo luận. Bây giờ chúng ta có 3 mối đe dọa được biết đến. Học sinh sẽ đợi giáo viên kiểm tra giờ đi ngủ của mình. Và đó là điều hiển nhiên. Có những mối đe dọa chưa biết. Một cậu bé nói, tên tôi là Tăng Trấn. Chúng tôi đã giới thiệu bản thân với nhau. Cậu bé đeo kính tên là Lee Yu, cô gái tên là Cơ Hạo. Vấn đề bây giờ là
phòng học thư viện và ký túc xá được đảm bảo an toàn. Tại sao chúng ta trốn vào phòng học thư viện? Chúng ta đang tránh những gì trong ký túc xá? Icon đích thực là icon nhấn đinh trên đầu. Tôi nhớ. Bạn đã nhớ được điều gì? Bạn cùng lớp đã chết. Tôi vừa nhìn thấy bạn cùng lớp của tôi trên đường. Nhưng rõ ràng là anh ấy đã chết trong lớp. Anh ta có tấn công người khác không? Không, chúng tôi rơi vào im lặng. Người chết sống lại nguyên vẹn. Mục đích là gì? Lúc này có một bạn học mới bước vào phòng học. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh, tâm trạng của tôi đột nhiên tụt dốc. Các thế giới, chàng trai sử dụng TikTok trước mặt tôi. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tôi thấy anh ấy đang ngồi trên ghế của mình như một người tốt. Để tôi nhìn xem ai cùng. Ai cùng câu mày. Hiển nhiên tôi cũng để ý tới người đó. Học sinh trong phòng học không hẳn là bình thường. Tôi lại nghĩ đến câu này trong đầu. Tôi mơ hồ đi đến một kết luận trong đầu. Người chết không gây nguy hiểm cho người sống, nhưng sự tồn tại của họ không hề vô nghĩa. Vậy thì mục đích họ có mặt quanh chúng ta là gì? Tôi có một kết luận sớm. Người chết không trực tiếp giết người. Sau đó, rất có thể họ sẽ sử dụng một số giết người gián tiếp. Sau khi nghe những gì Tang Xê nói, tôi nổi da gà khắp người. Người chết thích giết gián tiếp. Bây giờ là ngày đầu tiên, vẫn còn đa số người bình thường trong phòng làm việc. Đi về phía sau, việc giao tiếp trong phòng học càng trở nên ít ý nghĩa hơn. Tôi không thể tin được những gì hầu hết mọi người trong phòng làm việc nói. Hãy nhớ lời khuyên, tại sao chúng ta không dùng câu hỏi chung nhỉ? Hãy hỏi nhau câu hỏi này khi lần sau chúng ta gặp nếu có ai không thể trả lời, nốt ruồi là ai, thì sẽ chấm dứt liên lạc. Làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng ký ức của mọi người sẽ biến mất khi họ chết? Bạn hãy đi tìm hiểu về anh chàng đó. Rõ ràng là gã đó, đề cập đến người đã sử dụng TikTok trước mặt tôi trong buổi học vừa qua. Tôi không đi đâu. Tôi nghĩ là không sao đâu. Đây là phòng học. Nó cũng an toàn cho phòng học. Tôi dũng cảm bước tới chỗ chàng trai đó. Anh ơi, em muốn hỏi anh. Bạn muốn hỏi gì? Dường như không có gì bất thường ở anh chàng đó. Lớp học cuối cùng của bạn là gì? Vật lý đại học. Được rồi, cảm ơn. Không có gì, lần sau hãy quay lại nhé. Thôi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi trở về chỗ ngồi thông báo cho Icon về tình hình. Có lẽ bây giờ họ đã chắc chắn. Chỉ nhớ của người này bị nhầm lẫn. Vì vậy, dấu hiệu đã cho chúng tôi 3 câu hỏi. Món đâu đơn ở căng tin số 3 trường 1 khá ngon. Mọi người thích ăn gì? Câu trả lời của tôi phải là củ cải trắng. Cô lơ phong cách Icon. Hoa hồng có chữ ký. Bóng rổ phong cách Tang Sen. Căng tin Lee Yanxi số 3 không có ổ đơn. Hay gần đây bạn xem phim gì? Câu trả lời của tôi là bạn có mang theo khăn ăn không? Icon là trường học không có quà. Nhãn hiệu là hầm lắc. Đường Trấn, tôi rất thích ăn bông cải xanh. Lý Vân hiểu rồi phải không? Bạn đang giả vờ là loại thanh lịch nào? 3 buổi tối mấy giờ bạn đi ngủ? Câu trả lời của tôi là tôi không thể ngủ được vào ban đêm. À, cần tắt đèn và đi ngủ. Hãy nhớ những điều tốt đẹp tôi đã làm gần đây. Thời nhà đường người ta vẫn còn ngủ. Lý Vận Thạch, đã gần 1 giờ lúc 11 giờ 30 phút tối. Mọi người trong phòng học, họ cũng lần lượt rời đi. Không nên ở đây lâu. Tạm biệt mọi người. Tôi và Icon rời khỏi phòng học. Hôm nay là ngày đầu tiên Icon và tôi đang đi dạo trong khuôn viên trường. Cảm giác không khác gì thường ngày. Hầu hết học sinh đều bình thường. Thật hiếm khi nó vẫn chưa kết thúc. Thư viện đã đầy rồi. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu. Thư viện chức năng ẩn, đo tỷ lệ người chết và người sống. Thư viện đã đây. Xin chúc mừng, môi trường xung quanh bạn khá bình thường. Bạn chỉ cần tuân theo các quy tắc có thể tồn tại. Có một chỗ trống trong thư viện, những người chỉ tuân theo các quy tắc sẽ bị loại. Tỷ lệ tuyển dụng trung bình trong thư viện là 50%. Mỗi lần gặp hai người có một vấn đề với một người. Hơn 50% số ghế thư viện còn trống. Bạn đã bị bao vây. Nếu sự sống còn đủ tàn nhẫn, hầu hết những người sống sót đều có thứ gì đó. Liệu tôi có thể sống sót không? Tôi nghĩ chúng ta muốn sống. Chỉ tuân theo các quy tắc là không đủ. Tuân thủ các quy tắc, đó là điều máy móc làm tốt nhất. Tôi muốn đợi đến cuối cùng, không xáo phạm các quy tắc. Chúng ta cũng phải linh hoạt, có thể thay đổi. Làm thế nào chúng ta có thể linh hoạt? Làm thế nào để thay đổi? Vẫn chưa chắc chắn lắm. Sinh tồn chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng ta phải chiến đấu hết mình. Chỉ khi đó bạn mới có cơ hội sống. Tôi có linh tính, không xáo phạm các quy tắc. Chúng ta cũng cần phải tự mình nghĩ ra điều gì đó mới mẻ. Tiếp theo, tôi tóm tắt lại những gì Icon đã nói. Không xáo phạm các quy tắc. Thiết lập các quy tắc mới sẽ giúp bạn sống sót. Bây giờ là 6 giờ chiều. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến thời điểm an toàn để trở về ký túc xá. Tôi và Icon tới căng tin. Điều khác biệt là bánh bao nhân thịt được cung cấp trong mỗi bữa ăn. Đừng ăn bánh bao nhân thịt ở căng tin. Nội quy không cho phép chúng ta ăn bánh bao nhân thịt. Nhưng Zuboshi vẫn cung cấp nó một cách trắng trợn. Ai cần bánh mì thịt? Ai đang mua bánh bao? Anh Kun, anh Si, Tiết Su và Phụ Thành ngồi ăn tối. Tôi và những thằng trẻ này, tôi thấy một điều tuyệt vời trong lớp. Thật là một phước lành. Nó làm đôi mắt to ngần nước của tôi sợ hãi. Tiết Du vừa ngồi xuống, liền vội vàng nói. Lúc này Đức Hóa và Vân Phát không Đức Hóa, ai biết từ đâu đặt Long Coco lên bàn. Hãy ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với Suyu. Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn. Đột nhiên, tất cả mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều có mặt ở đây. Chúng tôi nhìn thấy hội sinh viên trong lớp. Trong suốt tiết học, điện thoại di động của một sinh viên reo lên. Người đó chỉ trả lời điện thoại. Thầy giáo nói sẽ bị phạt. Anh ta đã giết giáo viên. Gaki nhảy quá nhanh, nó khiến tôi không thể phản ứng. Được rồi, bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết. Bạn đang nói về việc vội vã tái sinh nhanh chóng như vậy. Tôi sẽ nói về nó một cách. Bạn nói vết mực của tôi. Bạn là một người đàn ông hay thay đổi?
Suhu cuối cùng đã thêm một vài từ nữa. Theo mô tả của Suhu, học sinh đó cư xử rất kiêu ngạo, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, có vẻ trống rỗng, biểu hiện cứng nhắc, tàn nhẫn và khó chịu. Tiếp cận giáo viên qua bàn học và các học sinh khác, lấy ra một hộp vuông. Hộp không lớn, mỗi bên có kích thước bằng hai chiếc điện thoại di động. Cậu học trò đó thực sự đã đón được thầy như có phép thuật. Cô giáo bị ép vào hộp, nhồi tất cả chúng vào. Làm sao bạn biết người đó đến từ hội sinh viên? Dòng chữ hội sinh viên được viết ở mỗi bên của hộp. Nhưng những người trong hội sinh viên khác một chút so với người bình thường và người chết phải không? Bạn có thể nhìn thấy nó khi đi trên đường không? Phát sân gật đầu. Ai cũng kết luận, hội sinh viên có thể không giỏi giả vờ, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã nhớ những quy định về nhắn tin, không có ai trong hội sinh viên. Ngài cùng suy nghĩ một lúc rồi nói rằng kể từ khi hội sinh viên tồn tại, anh ta không thể không hành động. Tôi nghĩ có hai tình huống. Hội sinh viên đầu tiên tạo điều kiện cần thiết, ví dụ như xúc phạm hội sinh viên. Đó chỉ là những điều kiện do hội sinh viên đưa ra. Thứ hai, chưa đến lúc. Cái gì không phải là thời gian, chỉ là tôi đã không hành động vài ngày trước. Đợi đến giây phút cuối cùng để bắt tất cả chúng ta cùng một lúc hoàn thành. Đừng tiêu cực thế, chỉ 7 ngày, chỉ cần kiên nhẫn và nó sẽ vượt qua. Trở nên tiêu cực, điều tiêu cực nhất là dưỡng ẩm. Gần đây anh ấy đã bắt đầu nhìn vào quan tài. Lật hai trượt. Suyu ngắt lời. Có màn hình cảm ứng không? Đề nghị nó. Nghe điều này, Aikun không khỏi bật cười. Cố gắng đảm bảo an toàn cho bạn cùng phòng. Không dễ để tồn tại một mình. Tôi chợt nhận ra vai trò của câu này. Nếu không có Aikun và những người khác, tôi có thể không thể tồn tại dù chỉ một ngày. Tất cả chúng ta phải sống tốt. Rời khỏi đây. Đã 8 giờ sau bữa tối, chúng tôi đi về phía ký túc xá. Nếu ai đó nhìn thấy một con chó, hãy chạy thật nhanh. Một cô gái nào đó trong đám đông hét lên. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị chạy về ký túc xá, nhưng tôi thấy Aikun không hề cử động. Aikun, cậu điên rồi. Tại sao bạn không chạy nhanh? Bạn đi trước đi. Tôi sẽ nhìn nó từ xa, tìm kiếm thông qua rủi ro. Tôi phải lấy được nhiều thông tin nhất, càng nhanh càng tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, đừng mềm lòng. Hai ta đã nặn nồng bao năm đại học. Với cả nếu bạn chết thì chúng tôi không thể sống sót một ngày. Tôi cũng sẽ ở lại. Hãy cùng nhau chết. Lắng nghe tôi. Mọi người trong ký túc xá của chúng tôi quyết định ở lại. Đây là điều tôi không mong đợi. Khá cảm động. Lần này Đức Hóa đã cung cấp một thông tin quan trọng. Lần đầu tiên tôi đi mua câu cơ, tôi đã nhìn thấy cô gái này. Cô gái này mua bánh bao nhân thịt. Lúc đó tôi bối rối. Sau khi xem toàn bộ quá trình mua bánh bao nhân thịt của cô, tôi tưởng cô gái này còn nhỏ. Tôi không ngờ nó lại khá khốc liệt. Sau khi nghe Đức Hóa nói, Aikun đột nhiên nói, chạy một cách nhanh chóng. Tôi cũng không biết tại sao, cả đám chạy 50 mét với tốc độ của một con quỷ lùn. Quay trở lại ký túc xá, chúng tôi hỏi Aikun tại sao đột nhiên bỏ chạy. Tôi chưa biết. Bây giờ tôi chỉ có thể có được hai thông tin chưa hoàn tất. Người nhìn thấy chó sẽ ăn bánh bao thịt. Bất cứ ai nhìn thấy một con chó đều có thể thu hút hội sinh viên. Có lẽ mơ thấy chó cũng là điều kiện để hội sinh viên tấn công. Đừng lo lắng về những chuyện khác, chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai. Chưa đến 8 giờ sáng mai, tôi sẽ không rời khỏi ký túc xá cho đến khi tôi chết. Không chỉ có vậy, bạn cũng không được phép ra ngoài. Ai muốn ra ngoài? Chỉ với bạn, anh Dehua, tôi không thể sống được với nó. Đã gần 11 giờ rồi, kiểm tra giường của bạn sau 23 giờ. Đừng mở cửa cho người khác kiểm tra giường của bạn. Ngoài cửa thường xuyên có tiếng bước chân. Mở cửa và kiểm tra giường. Có ai ở đây không? Không có ai trả lời. Cánh cửa lại bị gõ. Lặp đi lặp lại, tiếng gõ cửa ngày càng to hơn, ồn ào đến mức chói tai. Đây là đâu? Đây là một cuộc sống tốt đẹp. Khoảng 10 phút trôi qua, âm thanh dừng lại. Tôi rất sợ phải cứu mạng ai đó. Mở cửa và kiểm tra giường. Có ai ở đây không? Vẫn là giọng nữ đó. Lúc đầu tôi gõ cửa một cách lịch sự 3 lần. Chúng tôi biết nó. Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Sau đó, quả nhiên, tiếng gõ cửa ngày càng to hơn. Khi cửa ký túc xá có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hãy lắc nó thật mạnh vào bên trong. Gõ cửa mỗi lần, nó làm tôi nhớ đến những thiên thạch va vào bề mặt mặt trăng. Thật kỳ diệu. Sau khi hình ảnh ký túc xá, sau đó nó lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Có vẻ như việc kiểm tra giường ngủ không hề đáng sợ chút nào. Khoảng 10 phút, trình kiểm tra giấc ngủ đã biến mất. Bây giờ nó an toàn. Quên yêu cầu chúng tôi vỗ tay cảm ơn anh Man. Cảm ơn bạn khi không có bạn. Chúng tôi sẽ chết. Cửa. Làm sao chúng tôi có thể sống thiếu bạn? Có phải tôi yêu bạn? Nếu có cơ hội, tôi sẽ thắp 3 nén nhang mỗi sáng, trưa và tối. Hãy hiếu thảo với bạn. Vài nụ hôn nồng nàn trên cửa. Cánh cửa luôn là điều xui xẻo của tôi. Ngay khi ký túc xá của chúng tôi hạnh phúc, đột nhiên có tiếng khóa cửa bật mở từ phòng bên cạnh. Không, đúng là có kẻ ngốc mở cửa. Sau đó là tiếng la hét của một nhóm đàn ông. Nó kéo dài khoảng 5 giây. Tuần này lại im lặng nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ngoại trừ những người trong ký túc xá đó. Không ai biết. Tiếng bước chân tiếp tục di chuyển sang phòng ngủ bên cạnh. Ký túc xá bên cạnh của Uyun bị xóa sổ và mọi người đều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, không ai từ bên ngoài có thể vào ký túc xá. Nhờ có người bên trong chủ động mở ra thì sao? Tại sao lại mở cửa? Ai đã mở cửa? Không khí lại trở nên nặng nề. Ông chủ Kun, hãy phân tích nó cho tôi, an ủi trái tim non trẻ của tôi. Tôi hỏi bạn liệu những người chết đó có quay lại ký túc xá vào ban đêm không? Aikun đã nói rất rõ ràng.
Có điều gì đó đã xảy ra với bạn cùng phòng của bạn mà bạn không hề hay biết. Tìm cơ hội thích hợp để mở cửa địa ngục trong giờ đi ngủ. Không phải bạn đã nói rằng ký túc xá tuyệt đối an toàn sao? Ở ký túc xá tuyệt đối an toàn. Không sao đâu. Có vẻ như có gì đó không ổn. Đó là trường hợp. Thông tin được cung cấp có chính xác không? Chúng ta có phải tuân theo các quy tắc không? Phải làm gì nếu có chuyện gì xảy ra? Và tại sao người nhìn thấy chó lại thấy chó? Họ vẫn còn sống à? Ngày hôm sau, Đức Hóa và Vân Phát vẫn như vậy. Nếu không có lớp, hãy đến thư viện. Ai cũng có ý định đến thư viện hôm nay. Tôi có 8 giờ sáng. Thế là tôi phải đến lớp luôn. Phim Cân và Suyu cũng chăm chỉ tôi phải đi ngủ sớm. Nhưng chúng ta không lên đường. Có vẻ như hôm nay số mệnh của tôi là phải chiến đấu một mình, giữ liên lạc với mọi người, được an toàn. Akan giống như một người mẹ già luôn nhắc nhở chúng ta. Sau khi vào lớp, tôi nhận ra người trước mặt tôi, thực ra đó chính là anh chàng đã sử dụng TikTok trong lớp hôm qua. Bây giờ tôi cảm thấy mình ở lại là không ổn, thậm chí không rời đi. Tôi chưa bao giờ mong đợi. Anh ấy đã khá chuẩn bị, gửi cho tôi một chút lưu ý. Nó nói tôi nhớ bạn. Lần trước bạn đã hỏi tôi một câu hỏi. Đổi lại, bạn đi ăn với tôi sau giờ học. Bạn sẽ không từ chối tôi phải không? Tôi có nên từ chối bạn không? Tôi thậm chí còn không biết tên bạn là gì. Tôi chỉ muốn từ chối. Anh ấy đưa cho tôi một tờ giấy khác. Ai từ chối tôi đều chết. Tôi không đe dọa bạn. Bạn không đe dọa tôi. Tôi không biết những người này có ý đồ gì. Bây giờ tôi chỉ có thể đồng ý với anh. Đừng nợ ân huệ với những sinh viên bất thường. Tôi nghĩ về cả lớp. Tôi nghĩ ra một quy tắc. Nếu bạn có thắc mắc ngoài ký túc xá, hãy gặp nhân viên tư vấn. Bây giờ tôi có thể được coi là có một vấn đề lớn. Tôi bước ra khỏi lớp sau giờ học. Bảo người đó đợi tôi nhé. Tôi lên tầng để lấy thứ gì đó. Anh ấy nở một nụ cười kỳ lạ với tôi và nói đừng chạy trốn. Tôi có thể tìm thấy bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Và bạn sẽ bị trừng phạt. Không chạy, không chạy. Đợi tôi nửa tiếng thôi. Được rồi, đi nhanh đi. Tôi nhanh chóng chạy về phía văn phòng cố vấn ở tầng 4. Nếu cố vấn không thể cứu tôi sẽ nhờ Nhâm Phát xem quan tài giúp tôi. Đi tới cửa văn phòng cố vấn, tôi đã gõ vào cánh cửa. Vui lòng và sau khi vào cửa, tôi đã nói với nhân viên tư vấn về tình hình. Người tư vấn không bao giờ nói một lời nào từ đầu. Vừa đưa cho tôi một tờ giấy. Hãy để tôi đi. Đứng trước cửa văn phòng cố vấn, tôi mở ghi chú. Trên tờ giấy có 3 dòng viết. Một, bạn có thể đến phòng hiệu trưởng. Nhưng tôi không được phép nói rằng tôi có thể đến phòng hiệu trưởng. 2. Người học sinh bất thường đến văn phòng hiệu trưởng. 3. Trí nhớ của học sinh bất thường rất hỗn loạn. Họ đã quên các quy tắc. Mảnh giấy này nhanh chóng biến mất sau khi tôi đọc nó. Chỉ có một cách duy nhất để tôi sống sót. Gửi anh chàng đó đến văn phòng hiệu trưởng. Nhưng làm sao tôi có thể đưa anh ta tới phòng hiệu trưởng được? Quay lại với anh chàng đó. Điều đầu tiên tôi nói là hiệu trưởng yêu cầu bạn đến văn phòng. Bạn có thể đến văn phòng hiệu trưởng. Anh ấy đã hỏi tôi. Lúc đó tim tôi như thắt lại. Anh ấy sẽ không nhận ra đây là bẫy phải không? Trí nhớ của học sinh bất thường rất hỗn loạn. Họ đã quên các quy tắc. Điều đó có nghĩa là anh ấy quên mất mình không được phép lên phòng hiệu trưởng. Quy tắc đó. Tôi chỉ muốn trả lời rằng tôi có thể tôi đi. Sẽ không cho phép điều đó. Anh ấy nói anh ấy có thể đến văn phòng hiệu trưởng. Vì vậy tôi đã thay đổi lời nói và nói. Hiệu trưởng đang tìm bạn. Di chuyển nhanh hơn. Bạn không muốn ăn à? Tôi đói quá. Tôi sẽ đợi bạn nửa giờ. Nếu em không quay lại thì anh sẽ đi. Được rồi, nhìn anh chàng đó rời đi. Tôi vẫn đang giữ vững thần kinh của mình. Lỡ như anh ấy quay lại nguyên vẹn thì sao? Sau đó tôi thực sự không biết phải làm gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Thời gian trôi qua từng giây. Nửa giờ trôi qua, anh ấy đã không quay lại. Cảm ơn Chúa. Thông qua vấn đề này, tôi nhận được một tin nhắn. Văn phòng của hiệu trưởng là nơi thích hợp để đối phó với những học sinh bất thường. Tôi sẽ kể cho bạn nghe sau khi tôi vừa phân loại nó trong nhóm ký túc xá. Đi. Sau đó tôi định vào phòng làm việc trốn một lúc. Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm ra một số thông tin. Vào phòng học, tôi vừa tìm một chỗ và ngồi xuống. Phòng học hôm nay khác hôm qua. Trong phòng học ngày hôm qua, mọi người đều biết những gì họ biết. Chia sẻ với người khác vô điều kiện. Và hôm nay bạn muốn có thông tin. Bạn phải trao đổi thông tin, người sử dụng thông tin mại dâm miễn phí. Bạn thậm chí có thể nhận được thông báo lỗi. Khi mọi người trong phòng học trao đổi thông tin, sử dụng tin nhắn văn bản gì tôi có thông tin nội bộ về chó. Hoặc một con chó. Con chó tự nhiên ám chỉ người nhìn thấy con chó. Bạn muốn tôi trao đổi tin tức với bạn. Cách tôi đối xử với những người bất thường. Tôi sợ là không. Chỉ cần đi thôi, tôi đã làm việc chăm chỉ để có được tin tức này. Nếu không phải có người ở ký túc xá gặp sự cố, tôi quá mệt mỏi với tin tức này nên tôi sẽ không nói với ai khác. Tôi có cách đối phó với những người bất thường. Đó là tất cả những gì tôi có về chó. Phải nói rằng anh chàng này khá trung thực. Đã cung cấp cho tôi rất nhiều. Đừng nhìn con mèo. Bạn phải cho mèo ăn sau khi nhìn nhau. Người không cho mèo ăn sẽ gặp chó. Người nhìn thấy con chó là tay sai của hội sinh viên. Người nhìn thấy con chó là người sống. Người nhìn thấy chú chó đã hỗ trợ hội sinh viên giải cứu 25 người. Có thể trở lại bình thường. Người đàn ông nhìn thấy con chó. Ai đó có thể chiêu mộ hội học sinh sau khi trời tối. Người nhìn thấy chó chỉ cần ăn bánh bao nhân thịt mỗi ngày một lần. Thật không dễ dàng để có được những thông tin này. Cậu đã làm thế nào vậy? Sau khi tôi kiểm tra xem thông tin của bạn có đáng tin cậy không, tôi sẽ nói với bạn. Tôi không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cần sao chép nội dung thông tin vào nhóm ký túc xá. Sau khi xem tin tức về chó, nhóm ký túc xá bỗng trở nên sôi nổi. Anh Si, hôm nay anh nhận được rất nhiều thông tin cùng một lúc. Con bò được. Thông tin có đáng tin cậy không? Ông chủ linh hồn thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con chó. Tôi đang phân tích thông tin này. Bữa trưa vẫn ở chỗ cũ. Tôi liếc nhìn thời gian. Đúng là đã đến giờ ăn. Khi tôi bước tới quán cà phê, Phil Cân và Suyu đã đến. Hôm nay bạn có thấy gì trong lớp không? Tôi thấy điều đó hàng ngày. Bạn sẽ không giết tôi chứ? Đây Hoa Dân Phơ và Ai Cân Ca đã quá hạn từ lâu.
có đạt được điều gì không? Tôi đã hỏi áo cân. Đức Hóa xen vào. Đảm bảo an toàn cho bản thân là lợi ích lớn nhất. Tôi bình thường, bạn bình thường, mọi người đều bình thường. Có vẻ có lý. Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Nhận nó lên và người mà tôi đã trao đổi tin nhắn hôm nay. Tin nhắn văn bản gửi cho tôi. Chỉ trong 5 từ, tôi đã từng là một con chó. Anh ấy là người đã nhìn thấy con chó. Điều đó có nghĩa là trong vòng chưa đầy một ngày, anh ấy trở lại bình thường bởi người nhìn thấy con chó. Anh đã hỗ trợ hội sinh viên giải quyết 25 vụ việc. Bạn đang làm việc rất chăm chỉ để tồn tại. Bây giờ bạn có thể chắc chắn thông tin là chính xác. Thật nguy hiểm sau khi trời tối. Cố gắng sau khi trời tối đừng ở bên ngoài. Bên ngoài trời tối rất nguy hiểm. Sau khi ăn, tôi đến lớp để học. Tôi bị đau bụng sau khi uống cơ cơ buổi định trưa. Đi vệ sinh trước để giải quyết. Giải quyết xong, ngay lúc tôi đang rửa tay, một giọng nói phát ra từ trong tủ. Bạn cùng lớp, bạn có mang thêm giấy không? Đừng nói chuyện với mọi người trong phòng vệ sinh trường học. Tôi phớt lờ nó, dự định rời đi. Tại thời điểm này, có cần thiết phải tuân thủ các quy tắc khi giọng nói lại vang lên. Có lẽ chính những người đặt ra luật lệ muốn bạn chết. Tuân lệnh một cách mù quáng những người đặt ra luật lệ. Bài kết được định sẵn là một ngó cụt. Những người tuân theo các quy tắc sẽ chết. Bất cứ ai không tuân theo các quy tắc sẽ chết. Nó chỉ là một vấn đề thời gian. Tôi đứng một lúc, nhưng giọng nói không nghe thấy lại vang lên. Đột nhiên một quy tắc lóe lên trong đầu tôi. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Những người khác ở đây đề cập đến ai? Nếu đó là những người khác trừ tôi, thế thì người đặt ra quy tắc cũng là những người khác. Mọi quy tắc đều là ánh sáng dẫn đường. Tôi không biết con đường này dẫn tới thiên đường hay địa ngục, nhưng anh chàng trong phòng tắm, có đúng không? Trong phút chốc tôi cảm thấy như mình đang ở trong sương mù. Điều gì xảy ra nếu bạn nói chuyện với ai đó trong phòng tắm? Tôi tò mò và sợ hãi. Sự tò mò khiến mèo sợ chết. Hôm nay không có thời gian, ngày mai tôi sẽ đến phòng học để có lẽ ai đó có thể biết. Trên đường về ký túc xá vào ban đêm, tôi thấy ai đó đang cho con mèo ăn. Để không trở thành người nhìn thấy con chó, chọn cho mèo ăn. Tôi không dám nhìn kỹ. Anh chỉ liếc nhìn nó một cái rồi rời đi. Con mèo trắng phát ra tiếng động kỳ lạ và sau đó ăn chân của người đó. Người đàn ông đó sẽ không sống được lâu. Sau khi bước qua cánh cửa ký túc xá, tôi vừa leo lên tầng 5, tôi nhìn thấy một người đàn ông không bao giờ mặc áo. Người đó cao khủng khiếp, tốc độ kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là anh ấy đang đội một chiếc mũ màu đỏ. Chết tiệt, hôm nay tôi đen vậy. Chắc chắn rồi, mọi may mắn đều ở đó. Nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đỏ ở hành lang ký túc xá, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ký túc xá ngay lại trong lúc này. Tôi trườn đi và lao xuống tầng dưới. Có cửa sổ ký túc xá. Giúp em với, di chủ nhà ơi, giúp em. Tôi nhìn thấy người đàn ông đội mũ đỏ. Tôi có một cảm giác, người đội mũ đỏ thật đáng sợ. Tôi thậm chí còn nghĩ anh ấy còn đáng sợ hơn cả hội sinh viên. Tôi sợ anh ấy sẽ bắt được tôi. Đêm nay đừng về ký túc xá, ngủ trong phòng làm việc của tôi. Một người, nếu không hãy tìm vài con ma đi cùng bạn. Không cần, không cần. Phòng trực không thuộc phạm vi kiểm tra giấc ngủ, nhưng nếu bạn ổn thì đừng mở cửa, bởi vì bạn không thể đảm bảo. Người đàn ông đội mũ đỏ, em không đứng ngoài cửa chờ anh mở cửa. Ngủ vào ban đêm, hãy nhớ phòng trực tuyệt đối an toàn. Không bao giờ rời khỏi phòng làm việc. Nếu bạn thấy họ, hãy tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Những người giám sát có ý gì với họ? Tôi có linh tính, đêm nay chắc chắn sẽ khó khăn. Tôi trốn một mình trong căn phòng làm việc nhỏ và tối tăm, nhút nhát và bất lực. Tôi đã nói với nhóm ký túc xá về tình hình. Đừng đợi tôi hôm nay, bởi vì tôi đã nhìn thấy người đàn ông đội mũ đỏ. Thế nên tối nay tôi phải ẩn náu trong phòng trực, xem phòng làm nhiệm vụ có những quả lưu niệm gì. Mang cho tôi một cái. Cô ký túc xá bạn nói, muốn bao nhiêu con ma? 6, hãy bảo trọng và tạm biệt. Lúc tôi vào phòng trực là 8 giờ tối. Riêng tôi, ở trong không gian hình hộp nhỏ bé này, giống như bị nhốt trong một cái hộp. Đợi. Chiếc hộp làm tôi nhớ đến chiếc hộp của hội sinh viên. Ý nghĩ đó vượt qua tâm trí tôi, không phải là không thể. Tại thời điểm này, Icon đã bắt đầu cuộc gọi nhóm. Sau khi tôi kết nối, người lên tiếng đầu tiên là Đức Hoa. Anh cảm thấy thế nào, anh Si? Nếu có ma nữ xinh đẹp trong phòng trực, nhớ chụp ảnh cho mình xem nhé. Nói cho tôi biết về nội quy trong phòng trực. Hãy để tôi phân tích nó cho bạn. Chúng ta, điều mà gì ở ký túc xá của Lee Dae Hwa đã nói với tôi. Nhắc lại cho Icon. Tuyệt đối an toàn trong phòng trực chính, nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó trong phòng trực khiến bạn nghi ngờ rằng việc làm nhiệm vụ không an toàn. Dụ bạn ra ngoài, đừng mở cửa cho đến khi bạn chết. Nghe có vẻ khá đơn giản. Tôi hiểu rồi. Trong phòng làm nhiệm vụ chỉ là một bóng đèn tỏa ánh sáng vàng mờ ảo. Tôi đang nhìn chằm chằm vào bóng đen, sợ ma quỷ sẽ bất ngờ xuất hiện và thổi bay sự an ủi của tôi. Ngay khi tôi đang trong cơn choáng váng, có tiếng động đột ngột ở cửa. Tôi sẽ đi vào và xem. Không có vấn đề gì nếu bạn. Tôi gần như sợ chết khiếp sau khi nhìn một cái. Tôi biết người vừa bước vào. Cô ấy là giáo viên của Phi Cân và cô giáo bị hội sinh viên nhét vào hộp. Chết tiệt. Ngoại trừ hai từ này, tôi không biết từ nào tốt hơn có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Có chuyện gì thế? Tôi đã thấy người cô bị hội học sinh nhét vào hộp. Đừng để ý tới tôi nếu bạn là kẻ giả tạo. Tôi biết đó là giả, nhưng đột nhiên cô ấy ngồi đối diện tôi và nhìn tôi. Tôi thực sự sợ hãi. Bạn có biết khuôn mặt của cô ấy bị biến dạng. Lúc này trong điện thoại vang lên một tràng cười. Cái nào xứng đáng với 1000 vết cắt. Tôi đã quá khốn khổ rồi. Vẫn cười cùng một lúc. Có tiếng gõ cửa. Tinh thần tôi đang trên bờ vực sụp đổ. Bây giờ là 9:30. Người đó vẫn đang nhìn tôi. Tôi xin bạn, nghỉ một chút. Dừng lại nhìn tôi. Bạn có thể bảo vệ thị lực của mình không? Nhìn tôi này, phải không? Chỉ cần xem nó nếu bạn thích. Trai đẹp luôn gặp những rắc rối này. Miễn là tôi không nhìn bạn. Tôi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt áp vào cửa sổ, nhìn chăm chăm vào tôi. Có một chiếc mũ chóp màu đỏ trên khuôn mặt đó. Người đàn ông đội mũ đỏ. Chết tiệt. Tôi quay đầu lại ngay lập tức.
Lần này tôi thấy thầy vui hơn nhiều. Bạn thậm chí có thể cảm thấy một chút lòng tốt. Ha 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 ha, giờ diễn của anh sĩ. Bây giờ tôi biết ai đã cười trước đó. Đó là Đức Hóa, Đức Hóa. Chỉ đáng bị đánh. Bây giờ là 10 giờ tối, ngày càng có nhiều quái vật trong phòng an ninh. Tôi cố gắng không nhìn họ. Lúc này, Sang San vênh vào bước vào. Sang San là người bị tiêu diệt khi kiểm tra giường ngủ. Này, ai cho phép cậu vào vậy? Chỉ cần đưa ra quyết định của riêng cứ bà. Để Sang San đi vào. Anh vẫn chưa đóng cửa. Tôi đã nhìn thấy nó rõ ràng. Một người đàn ông đội mũ đỏ đứng ngoài cửa. Bạn có hiểu nếu bạn đóng cửa tình cờ, có lịch sự không? Bạn người này, tuyệt đối an toàn trong phòng làm việc. Nếu bạn nhìn thấy họ, hãy tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Lục Trạch vẫn tỉnh táo, không bao giờ bước ra khỏi phòng làm việc. Giọng Ai Cun vang lên, Sang San, người quen với tôi, bước đến ở đây một mình chán lắm sao? Hãy cùng tôi đi dạo. Đi thôi chú, tôi không thấy anh chàng đội mũ đỏ ở ngoài. Chỉ cần đợi tôi đi ra ngoài là xử. Tôi sẽ không đi ra ngoài. Vì sao thế giới hòa bình? Vì những vì sao lấp lánh cho đại dương gồ ghề. Đối với những quả trứng có giá $5 mỗi của ở căng tin, tôi nghi ngờ rằng Sang San này không phải là anh ấy thực sự muốn kéo tôi ra ngoài và sau đó giết tôi. Người điên Sang San vẫn bất động. Thay vào đó, anh ta muốn kéo tôi ra và tôi tiếp tục bắt những kẻ vì anh ta kéo đi. Ông chủ Cun, tôi nên làm gì đây? Trong lúc bế tắc, tôi đã nhờ cần giúp đỡ. Người kiểm tra giường ở đây. Ai Cun hét vào điện thoại. Sang San ngay lập tức buông tay sau khi nghe chạy vội ra cửa. Anh ấy thậm chí còn đóng cửa cho tôi. Khủng hoảng đã được giải quyết. Bác sĩ Cun đúng là bác sĩ Cun. Chắc chắn rồi, tôi chỉ muốn thử. Tôi không mong đợi nó hoạt động. Đừng nói chuyện với những người trong ký túc xá bị tiêu diệt. Họ ở cùng nhóm với anh chàng đội mũ đỏ. Hãy nghĩ về điều này. Tôi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ là 11 giờ. Đã đến giờ đi ngủ. Đã bắt đầu kiểm tra giờ đi ngủ. Miễn là không có nốt ruồi trong ký túc xá. Chẳng có gì phải sợ nếu bạn đi ngủ. Trong giờ đi ngủ, tôi và bạn cùng phòng đang trò chuyện giữa tiếng ngủ. Nghe có vẻ hơi lãng mạn. Tối nay tôi đã kiểm tra ký túc xá và có sự cố xảy ra ở 3 ký túc xá. Sao tối nay nhiều ký túc xá gặp sự cố thế? Tôi không biết thư viện đã đầy. Tại sao lại có nhiều nốt ruồi và vân vân như vậy? Ngài Cun dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Có bao nhiêu học sinh ở trường chúng tôi? Ít hơn 10.000 một chút. Thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Vấn đề của Ai Cun. Ngay khi nó được ném ra ngoài, tất cả chúng tôi đều choáng váng. Có, thư viện có thể có bao nhiêu chỗ ngồi? Không thể chứa được tất cả học sinh. Vì thế, sử dụng thư viện để đo tỷ lệ người sống là một thông báo lỗi. Khi vị trí tuyển dụng lần đầu tiên bắt đầu xuất hiện, điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người trong trường đều đã chết. Đây đã là một tình huống đáng sợ. Có lẽ bây giờ nó không an toàn. Kiểm tra sau khi đi ngủ, một giọng nói tuyệt vọng vang lên từ bên ngoài ký túc xá. Cho tôi vào. Làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ không tuyển dụng hội sinh viên. Xin vui lòng cho tôi vào, nếu không tôi sẽ bị hắn giết. Xin vui lòng, bạn là người đã nhìn thấy con chó. Chúng tôi sẽ không cho bạn vào. Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đều đang im lặng lắng không nói. Những người nhìn thấy một con chó có ý nghĩa gì? Người đàn ông nhìn thấy con chó. Tại sao trước đó bạn không mở cửa cho người ta kiểm tra giường? Phòng trực nơi tôi đang ở. Người đội mũ đỏ không được vào. Phòng trực nơi tôi đang ở. Luôn làm tôi nhớ đến hội sinh viên. Tắt đèn, mọi người cần nghỉ ngơi. Tôi đã cúp máy cuộc gọi thoại. Nằm trên giường trong phòng làm việc, tôi nhắm mắt lại. Nhưng dù có thế nào tôi cũng không thể. Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Các kết luận sau được rút ra, chó sẽ không mở cửa khi người ta kiểm tra giường của chú. Người kiểm tra giường cũng chính là người đội mũ đỏ. Học sinh sẽ chiến đấu chống lại những người đội mũ đỏ. Vậy người đội mũ đỏ không thể vào hộp. Có vẻ như phòng trực đã bị phá hủy. Sợ bị kiểm tra giường ở ký túc xá. Nhưng họ cũng ở cùng nhóm với người đàn ông đội mũ đỏ. Vậy là Sang San Huy muốn tôi rời khỏi phòng trực. Tôi nhớ lại tin tức trước đó. Người nhìn thấy con chó là tay sai của hội sinh viên. Vì vậy người nhìn thấy chó đều sợ bị nhốt. Và các em học sinh sẽ chiến đấu chống lại những người đội mũ đỏ. Vì vậy người nhìn thấy chó sẽ không mở cửa cho người đến kiểm tra giường của mình. Anh ấy là người nhìn thấy con chó. Nó đề cập đến người đội mũ đỏ. Mặt trời cũng mọc. Hôm nay là ngày thứ ba. Tôi còn nguyên vẹn. Nhưng càng về sau càng khó tồn tại. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chết. Hôm nay tôi không đến sớm phải không? Tôi dự định đi đến thư viện. Gaki Dehua, Thăng Trầm và tôi ở bên nhau. Đi về phía thư viện. Ai Cun và Yen Phơ đến lớp sau bữa sáng. Tôi nghe ai đó nói trên đường. Có người không thể chịu đựng được, leo qua tường và chuẩn bị trốn thoát. Không phải bạn đã nói rằng bạn không được nghỉ học trong thời gian trường đóng cửa sao? Ai biết, có lẽ nó đã đóng cửa, không tuân theo các quy tắc, cuối cùng là tất cả ở đó. Xem kịch, Đức Hóa đề xuất, tôi nghĩ đến một mảnh, bốn người chúng tôi đồng loạt gật đầu. Cổng trường đã mở, nhưng không có ai ra vào. Lúc này chúng tôi đã thấy một chàng trai bước ra ngoài cùng một cô gái. Cặp đôi bước ra khỏi cửa, mũ đỏ xuất hiện trên đầu họ. Bóng lưng biến mất ở cuối đường, trước khi trường học được mở khóa, không bao giờ bỏ học. Hãy đi đi, đừng nghĩ về điều tôi đó. Tôi biết bây giờ không ai có thể sống sót thoát ra ngoài. Chết tiệt, vừa rồi. Tôi sợ đến mức không còn tâm trí để học. Tôi trợn mắt. Có vẻ như bạn thực sự quan tâm đến việc học. À, thư viện rất yên tĩnh. Khi tôi nghĩ về thư viện đầy những người bình thường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngồi trong thư viện nửa tiếng, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lần này người mượn giấy của tôi lại xuất hiện. Bạn cùng lớp, bạn có mang theo giấy tờ gì không? Âm thanh phát ra từ bồn tắm. Tôi đã không trả lời. Không vội rời đi. Bạn có thể cho tôi mượn một mảnh giấy được không? Đừng nói chuyện với mọi người trong phòng tắm. Nhưng tôi không nói là bạn không thể mượn giấy của người khác. Nó tuyệt đối an toàn trong thư viện. Tôi bước tới, nhét tờ giấy qua khe cửa. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi cung cấp cho bạn một thông tin.
Người đặt ra các quy tắc, người muốn giữ bạn mãi mãi. Không bao giờ ở lại trường quá 7 ngày. Đừng đi theo con đường 13. Xe buýt không theo bước chân của chúng tôi. Chúng tôi ghét bọn sinh viên. Chúng tôi ghét những người đội mũ đỏ. Nói xong, giọng nói không vang lên nữa. Tờ giấy tôi đưa trước giờ đã hiện ra dưới chân tôi. Tôi nhặt nó lên, tìm thấy dòng chữ 123.467 trên đó. Một trong số đó đã bỏ chạy. Nó có nghĩa là gì? Ngay khi tôi định cất tờ giấy này đi, đưa nó cho Akon xem, dòng chữ trên đó biến mất. Phải im lặng trong thư viện. Nếu không bạn sẽ bị quản trị viên trừng phạt. Tôi vẫn chưa kể cho Dehua và những người khác chuyện vừa xảy ra. Tôi sợ họ không thể kiểm soát được bản thân. Sau đó phát ra âm thanh. Thông tin đó quan trọng. Đừng tùy tiện để người khác biết. Tôi sẽ thông báo sau khi tôi về ký túc xá tối nay. Sau 2 giờ ở thư viện, Đức Hóa và 3 người đang đến lớp. Tình cờ là Aikun đã nghỉ học. Thế là tôi hẹn với Aikun tới phòng học. Chúc may mắn, gặp nhau ở phòng học. Hãy nhớ rằng chúng ta đã hỏi nhau những câu hỏi. Tất cả chúng tôi đều trả lời không có nốt ruồi. Vì lý do an toàn, chúng tôi quyết định liên lạc trên điện thoại di động. Những thông tin nào có thể được trao đổi gần đây? Bạn muốn biết gì? Tôi muốn biết về ký túc xá bị phá hủy. Tôi có cái này. Tôi muốn biết một lối thoát. Bạn có lối thoát nào không? Nó không được viết trong các quy tắc sao? Trọn vẹn 7 ngày. Sau đó bắt xe buýt số 17 và bạn có thể đi ra ngoài. Có vẻ tốt. Chưa biết quy định mới. Đồng thời, Aikun cũng liếc nhìn tôi. Bạn có thông tin về hội sinh viên không? Ví dụ, khi nào hội sinh viên sẽ có hành động chống lại chúng tôi? Hội sinh viên sẽ mở cuộc tấn công vô điều kiện trong vài ngày tới. Phương pháp trốn tránh các cuộc tấn công của hội sinh viên vẫn chưa được phòng vệ sinh. Giọng nói đó dường như lại vang vọng bên tai tôi lần nữa. Người lập quy tắc muốn giữ chúng ta mãi mãi. Trước đây bạn đã nói rằng bạn muốn biết một lối thoát. Có điều gì sai trái với cách rời đi được đề cập trong quy tắc? Cơ hạo phản hồi khá nhanh. Tôi sẽ chỉ hỏi, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể thoát ra nhanh chóng. Bởi vì tôi nghe nói có người trèo tường và nghĩ rằng họ có một lối thoát. Đừng nghĩ tới chuyện đó, bọn họ đều đã chết. Sau khi rời khỏi phòng học, tôi đang định giải thích với Aikun. Suy cho cùng, với chỉ số chắc hẳn bạn đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với tôi phải không? Hãy đợi cho đến khi chúng ta trở lại ký túc xá. Tôi vẫn có thể tin bạn chứ? Aikun mỉm cười với tôi, lúc đó tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Lát buổi chiều, tôi chỉ nghĩ về bức tranh trên mảnh giấy đó. Chúa số này có ý nghĩa gì? Càng nghĩ về nó, tôi càng tự hỏi liệu mình có nhớ. Giống như khi bạn nhìn một từ trong một thời gian dài, dường như từ ngữ đó đối với tôi thật xa lạ. Tôi lại nghĩ đến câu đó. Những người không tuân theo các quy tắc sẽ chết. Bất cứ ai tuân theo các quy tắc sẽ chết. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vừa tuân theo các quy tắc vừa không tuân theo? Có lẽ đó là một lối thoát, không phải là một con cừu để bị giết. Đừng để bản thân bị gán cho cái mác bị giết. Tiêu diệt có chọn lọc. Quy tắc để tôi chọn giết là bám sát nó trong 7 ngày. Trường học sẽ được mở khóa sau 7 ngày. Bắt xe buýt số 17 và rời khỏi đây. Bạn không được rời khỏi trường trước khi trường được mở khóa. Vậy khi nào tôi nên nghỉ học? Một học sinh gây ồn ào trong lớp. Không đáng ngạc nhiên. Anh ấy đã bị cúp máy. Anh ấy thất vọng sau giờ học. Cơ thể trở lại bình thường, giống như không ai làm gì cả. Nói và cười, bước ra khỏi lớp học. Tôi vội vã đến lớp học cho tiết học tiếp theo. Thật trùng hợp, người anh bị treo cổ và đặt súng lần nữa trong lớp học. Cùng lớp với tôi. Lớp học vẫn chưa bắt đầu được vài anh ấy lại bắt đầu hành động như một con quái vật. Cam chịu sự diệt vong của tôi. Chịu đựng. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Chịu đựng. Tôi đưa cho cô giáo ông Bi ở hàng đầu tiên. Ô, nó làm tôi sốc mãi mãi. Thế là anh ta lại bị treo cổ. Anh ấy sẽ không như thế này trong mọi lớp học, phải không? Chỉ cần làm việc chăm chỉ. Khi tôi phàn nàn trong lòng, chiếc người đó bất ngờ lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy anh ấy nổi trên bục giảng. Lấy cái hộp ra. Anh ấy đến từ hội sinh viên. Chết thường xuyên đủ. Sẽ trở thành một hội sinh viên. Anh ta nhét giáo viên vào hộp. Nhưng anh ấy có vẻ không muốn rời đi. Vẫn đứng trên bục vinh quang. Anh ấy muốn làm gì? Tôi đã lo lắng một lúc. Sẽ không. Bây giờ hội sinh viên sẽ bắt đầu tấn công. Điều xảy ra tiếp theo đã làm tôi sốc. Vỗ tay nào hoặc không vỗ tay sẽ bị bỏ vào hộp. Khán giả vỗ tay vang dội. Tôi thực sự ngưỡng mộ bạn thân yêu của tôi. Tay tôi gần như chật khớp. Sau bữa tối, tôi nóng lòng quay lại ký túc. Sau khi đến nói, đã lấy thông tin tôi có được trong phòng tắm ngày hôm nay. Nói với mọi người, bạn tin những gì được nói trong phòng tắm? Không phải anh Si vừa nói thế sao? Có người trong phòng làm việc nói, những ngày cuối cùng của hội sinh viên sẽ tấn công những người trong phòng học vô điều kiện. Những gì bạn nói phải là sự thật. Trong nội quy có nói, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Suyu, ý bạn là gì? Tôi tuân thủ tuyệt đối các quy tắc. Tôi không tin những gì được nói trong phòng tắm. Ký túc xá đột nhiên im lặng. Ai cũng tôn trọng mọi người khi anh ấy mở miệng. Nhưng tôi đứng về phía Lục Trạch. Vì vậy ký túc xá được chia thành hai nhóm. Một phe là phe hoàn toàn tuân thủ các quy tắc.
Phe còn lại là phe trung lập không tuân thủ đầy đủ các quy tắc. Những người theo chủ nghĩa trung lập có tình yêu của tôi với Kunde Hua. Phe quy tắc bao gồm Gakitu Cheng và Ian Fur. Sau khi chia phe phái, 6 người trong ký túc xá của chúng tôi sẽ được chia thành hai. Không chung tiếng nói. Mình báo lại thông tin cho người trung lập rồi. 123.467 có số chạy mất. Nếu đúng, số bỏ chạy là 5. Vậy nếu tôi bỏ chạy thì sao? Cộng 5 thì có tổng cộng 7 số. Các quy tắc nói, chúng tôi phải ở lại trường 7 ngày. Và thông tin trong phòng tắm là, không bao giờ ở lại trường quá 7 ngày. Điều đó có nghĩa là, 7 ngày trước, chúng ta cần tìm thời điểm để chạy trốn. Tôi chợt nhận ra, số bỏ chạy là 5. Rồi sao? Não của Dehua chưa kết nối được Internet. Hôm nay là ngày thứ 3, vậy ngày thứ 5 chúng ta nên chạy lúc mấy giờ? Lúc này Fu Cheng bước tới chỗ chúng tôi và nói, tôi ở bên bạn. Bạn không phải là người có quy tắc sao? Tôi muốn thay đổi phe bây giờ. Bạn có phải là một thiếu niên? Phi Cần đã nổi dậy chống lại phe quy tắc, gia nhập phe trung lập. Thế phắc. Chuyện gì vậy? Cánh cửa không đóng được. Cái gì? Người phá nó không phải là tôi. Tôi bước tới. Đó là tất cả. Tôi sẽ đi tìm người quản lý ký túc xá. Trong ký túc xá, có thắc mắc liên hệ quản lý. Sau một lúc, Aikun đã trở lại. Quản lý ký túc xá nói nếu cửa bị hỏng, chỉ cần ở trong ký túc xá màu trắng một đêm, ngày mai sẽ có người đến sửa cửa. Ký túc xá màu trắng ám chỉ ký túc xá đã bị phá hủy. Đừng quên nội quy của ký túc xá bị tiêu diệt. Aikun nhắc nhở chúng ta, trong ký túc xá bị phá hủy, đừng ăn những gì bên trong, và đừng nói chuyện với những người bên trong. Tôi đã dành vài phút để lấy tinh thần. Chúng tôi gõ cửa ký túc xá màu trắng. Chào mừng. Không ai trong số 6 người chúng tôi hỏi tại sao. Chào đón nồng nhiệt ngay lập tức. Không ai trong chúng tôi nói. Đã đi vào. Anh bạn tốt. Tôi chợt phát hiện ra, không thể nói 6 anh em này trông rất giống nhau. Chúng phải trông giống hệt nhau. Cả một gia đình lò cạch. Chắc hẳn bạn đang khát phải không? Uống nước. Có người đưa cho tôi một ly chất lỏng màu đỏ không rõ nguồn gốc. Bạn không thể uống nó từ cái nhìn này. Điều tôi lo lắng hơn bây giờ là Đức Hoa. Anh ấy không thông minh lắm. Tôi nhìn Đức Hoa. Anh ta bịt miệng bằng băng dính. Tôi không những không ăn được, thậm chí không thể nói. Tôi chỉ muốn nói tuyệt vời. Đến giờ đi ngủ, căn ký túc xá màu trắng mà chúng tôi đang ở không hề bị gõ cửa. Người kiểm tra giường không kiểm tra ký túc xá màu trắng. Nhẹ nhàng vào ban đêm, tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện với tôi. Bạn buồn ngủ rồi à? Tôi vừa định trả lời trong sự bàng hoàng. Cho giật mình. Không thể nói chuyện với mọi người trong ký túc xá màu trắng. Trong bóng tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy một người khác đang ngồi xuống bên cạnh Phi. Tôi đang hỏi Phi Cần đã ngủ chưa. Tên ngốc Phi Cần đó chắc chắn sẽ trả lời, nên tôi không có thời gian trả lời ở Phi Cần. Tòa án cũ lại hỏi Phi Cần. Phúc Thành, anh đã yêu thầm em 3 năm rồi phải không? Cha, bây giờ Phi Cần đang nói chuyện với tôi. Tôi không dám ngủ vào nửa sau của đêm. Thức đến tận bình minh. Hôm nay là ngày thứ tư. Chúng tôi, những người theo chủ nghĩa trung lập, có một nhiệm vụ rất quan trọng. Khi nào bạn nên trốn học vào ngày thứ năm? Tôi vào phòng 8 để tìm kiếm thông tin. Aikun đi vào phòng học. Chúng ta sẽ làm gì? Bạn đi đến thư viện và trốn. Chỉ cần giữ an toàn cho bản thân. Tại sao bạn không giao cho tôi một nhiệm vụ? Bạn có coi thường tôi không? Kê đưa chỉ vào mũi Aikun và nói, tôi bảo bạn, anh chỉ thích vẻ quyến rũ của em khi em nhìn xuống anh. À, ở trong phòng tắm nửa tiếng, cũng không có ai nói chuyện với tôi. Có ai không nè? Tôi đã thay đổi phòng tắm ở tầng 1, ở lại thêm nửa giờ nữa, vẫn không có ai nói chuyện với tôi. Tôi trở về Đức Hóa và phốt trong tuyệt vọng. Yên Đê Hòa đã nói gì với tôi? Một nụ cười khiến cả người bay lên vui sướng. Bạn đã ăn gì mà khiến bạn vui vẻ đến vậy? Đức Hòa đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã nhận được thông tin. Ok bạn, không ngờ tôi lại hạnh phúc đến vậy. Hóa ra là nó đang lên cơn. A Cân kéo tôi vào một nhóm mới, tên nhóm là Trung Lập. Tôi hỏi Đế Hoa trong nhóm làm thế nào anh ấy có được thông tin. Có người mượn giấy của tôi. Tôi vừa đưa cho anh ấy một gói giấy. Sau đó anh ấy đưa lại cho tôi. Tôi mở nó ra và nhìn thấy có chữ trên mỗi tờ giấy. Bạn đã không nói chuyện suốt thời gian qua. Có người vừa mượn giấy của tôi. Tôi muốn nói gì? Bạn không nói lời tạm biệt à? Tôi thật keo kiệt. Thông tin là gì? Bạn có thể nhìn mặt trăng vào lúc 4 giờ sáng. Nếu bạn may mắn, lũ sói sẽ mất cảnh giác. Ngày xưa có 3 anh em đứng thành một hàng. Người anh giữa đã chết. Anh bên cạnh tôi cười. Người anh giữa không vui, giết một người anh em khác, một người anh khác đã bỏ trốn. Sói rất nhạy cảm với mùi vị thức ăn bạn ăn, có thể bạn có cách, bất kỳ ý tưởng. Tôi không biết liệu nó có được viết trên giấy không. Chỉ có 3 mảnh giấy trong gói của bạn. Bạn đã gặp phải loại trục lợi nào? Bạn có nghĩ rằng tôi có thể sử dụng nó không? Hôm nay bạn đã ăn sáng chưa? Sao bạn hỏi điều này? Hôm nay không ai được phép ăn. Đức Hóa là người đầu tiên bỏ cuộc. Tại sao không ăn? Tôi sẽ chết. Những con sói phải đề cập đến một loại nguy hiểm nào đó. Và loài sói rất nhạy cảm với mùi vị thức ăn chúng ta ăn. Vì chúng ta không biết cách giải quyết nó. Vậy thì đừng ăn nữa. Mèo mèo. Bác sĩ Kun đúng là bác sĩ Kun. Vết nước tiếp theo sẽ được giao cho bác sĩ Kun. Vào buổi chiều, mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đã đến thư viện. Aikun đã gửi tin nhắn trong nhóm. Thông tin trong nhóm của chúng tôi đừng chia sẻ với bất cứ ai khác, bao gồm cả Su Yu Han Yen Phơ. Tôi hiểu tất cả mọi thứ. Bây giờ lợi ích trung tâm của chúng tôi không còn thống nhất với phe quy tắc nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi Aikun phân tích thời gian. Ngài Kun gửi một tin nhắn khác vào ngày thứ năm. Khởi hành lúc 4 giờ sáng, sói đề cập đến một số loại nguy hiểm. Tôi không biết nó là gì.
Thông tin cho biết bạn có thể đi ngắm trăng lúc 4 giờ sáng. Nếu bạn may mắn, lũ sói sẽ mất cảnh giác. May mắn là gì? May mắn hay xui xẻo chỉ là vấn đề xác suất. Theo các quy tắc, chúng tôi phải ở lại trường 7 ngày. Nếu có lời nói rằng bầy sói sẽ thả lỏng cảnh giác trong vòng 7 ngày, khi đó xác suất xuất hiện. Nói cách khác, nếu bạn may mắn sẽ trốn thoát. Điều này có nghĩa là ngày thứ 5 có xác suất là ngày mùng 1 tháng 7. Đó là lúc những con sói may mắn thả lỏng cảnh giác. Người anh ở giữa nhắc tới. Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Không sao đâu, có lẽ đó là một lựa chọn khó hiểu. Đừng lo lắng, tôi nóng lòng muốn chạy trốn. Nếu chúng ta không nhận được thông tin về cuộc trốn thoát vào ngày thứ 5, khi đó thông tin Đức Hóa cung cấp là vô nghĩa. Thông tin được đan xen, chúng tôi thực sự may mắn. Thu thập thông tin có thể được đánh vần một cách tình cờ. Thông tin đường sinh. Theo phân tích của Akon, quy tắc chúng ta sẽ loại bỏ lần này là không rời khỏi ký túc xá sau 12 giờ trước. Chúng ta phải đợi đến bình minh. Sau khi rời khỏi thư viện, Suhu mời chúng tôi ăn tối cùng nhau. Ngày mai Đức Hóa mới giảm cân. Vài ngày muốn kéo chúng ta đi cùng anh ấy. Tại sao bạn đột nhiên giảm cân? Tôi sợ mình quá béo và sẽ không thể tham gia hội sinh viên. Suyu không hỏi thêm câu nào. Có lẽ anh ấy cũng biết. Ngay cả khi bạn hỏi, bạn chỉ có thể nghĩ ra những điều vô nghĩa. Chưa đến 8 giờ tối, chưa thể về ký túc xá. Thế là bốn người chúng ta sánh bước nhau đến trường. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nó không ngăn cản chúng ta nói và cười. Lúc này Gaki và Yanfer đi tới. Cùng nhau quay về. Ok, tôi biết. Đây là 6 người trong ký túc xá. Chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá lần cuối. Một cách vô thức, Hắc Yêu và Yanfer không còn được bao gồm trong chúng tôi. Sau khi vào ký túc xá, mọi người đều đang nhìn vào điện thoại. Không ai nói. Tôi chợt cảm thấy một cảm giác hoang tàn. 6 người trong ký túc xá giống như anh em vậy. Đã rất tốt, bây giờ phải chia tay. Và sự khác biệt này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhịp tim của tôi ngày càng nhanh hơn. Tôi sẽ chạy trốn trong vài giờ nữa. Bây giờ là ngày thứ 5, 4 giờ sáng. Icon và những người khác cũng đã chuẩn bị. Chúng tôi sắp rời khỏi ký túc xá này. Tại thời điểm này, Hắc Yêu và Yên Phát không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Chúng tôi rời khỏi ký túc xá. Mặt trăng rất sáng. Tôi không chắc ánh trăng có phải là ánh sáng của hy vọng không, hay một con bướm đang đuổi theo. Tôi không hối hận, tôi tự nhủ. Sân trường rất yên tĩnh, khác với những ngày trước. Sự im lặng lúc này không phải là sự im lặng ngột ngạt, nhưng sự yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái. Không bao giờ trở lại. Chúng tôi đi về phía cổng trường. Cánh cửa đang mở. Ai đi trước? Hãy đi cùng nhau. Bốn người chúng tôi đứng cạnh nhau ở cổng trường. Tôi đến 123, chúng ta cùng bước chân phải nhé. Tôi quen bước chân trái trước. Đức Hóa phát biểu. Vậy thì hãy bước chân trái 3 bước trước. Ngay khi chúng tôi đi ra ngoài, vấn đề không chỉ là bước bằng chân trái. Ngay cả khi tôi di chuyển chân phải, nó vẫn ổn. Icon mỉm cười. Khi đến ga, lòng chúng tôi lại nặng trĩu. Có 3 chiếc xe buýt ở nhà ga. Xe buýt 1617 và 18. Không thể ngồi vào ngày 17, nhưng cái đúng phải là 2 cái còn lại. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy lên xe nào phù hợp với mắt chúng ta. Đợi đến khi ngài không ngăn Đức Hòa lại. Tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Xe buýt số 16 và 18, chỉ có một xe buýt là đúng. Bạn vẫn sẽ chết nếu lên nhầm xe buýt. Ngày xưa có 3 anh em đứng thành một. Người anh giữa đã chết. Anh bên cạnh cười ha ha. Người anh giữa không vui. Giết một người anh em khác. Một người anh khác đã bỏ trốn. Xe buýt số 17, chẳng lẽ là anh trai ở giữa? Điều này đúng. Vậy chúng ta nên đi cái nào? Không đủ thông tin, tôi cũng không biết. Đức Hóa hối hận. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã đi vệ sinh thường xuyên hơn. Vô ích thôi, tôi chạy 18 lần một ngày. Không ai nói, không dễ để chúng ta đạt đến điểm này. Akon gật đầu, Lục Trạch nói đúng. Nó phụ thuộc vào số phận tiếp theo. Cuối cùng Icon và Phu Cheng chọn xe buýt số 16. Tôi và Đức Hóa chọn số 18. Cũng khá tốt, ít nhất hai chúng ta có thể sống sót. Không cần thiết, điều gì sẽ xảy ra nếu người trong phòng tắm nói dối? Chúng tôi đã hoàn toàn bị xóa sổ. Phu Thành mỉm cười nói. Đi, Hiki chết rồi. Phiêu Cân, nếu bạn đủ may mắn để sống sót, bạn phải cẩn thận cái miệng của bạn. Thay đổi suy nghĩ của một trở thành một người mới. Nếu không sớm hay muộn ai đó sẽ muốn đấm bạn. Đức Hóa đùa dẫn đá Phu Thành. Được rồi, có lẽ tất cả chúng ta đều có thể sống sót. Rốt cuộc, bạn có nói rằng đề cập đến anh em là một lựa chọn khó hiểu. Thế là chúng tôi lên xe buýt riêng. 5 giờ sáng, xe buýt bắt đầu. Icon đã đăng một tin nhắn trong nhóm. Tin tức, hãy ngủ chưa? Khi bạn ngủ, sống hay chết sẽ dễ dàng hơn. Tốt, cẩn thận nhé. Bảo trọng. Bảo trọng. Tôi không biết đã bao lâu rồi. Tôi tỉnh dậy, tôi bị đánh thức bởi một tôi mở mắt ra, kiến Đức Hóa ngủ gục trên vai tôi. Chúng tôi đã sống sót. Đức Hóa, chúng ta đã sống sót. Tôi đánh thức Đức Hóa. Chết tiệt thật đấy. Thề phóc. Đức Hóa hét lên mấy lần. Chúng ta đang ở thời điểm trên ghế ở bến xe buýt của trường. Mọi người đang chờ xe buýt xung quanh, nhìn chúng tôi như thể chúng tôi bị điên. Chúng tôi không quan tâm. Sau sự phấn khích, tôi nghĩ đến Icon và Phil Cần và Gaki và Yanfer. Icon, tôi mới nói được hai chữ đã nghẹn ngào. Chính Icon đã đưa chúng tôi thoát. Bản thân anh cũng không thể thoát khỏi. Đức Hóa cũng lau nước mắt nói. Đi học mà xem, có lẽ họ đã quay lại. Bước tới cổng trường chúng tôi, nhưng nó vắng vẻ. Tôi lo lắng nằm lấy một người qua đường và còn trường học ở đây thì sao? Người qua đường nhìn tôi nghi ngờ. Trường học nào? Chúng ta đã được gửi đi đâu thế này? Làm mèo có trường nào ở đây? Ngu học hả?
làm hết hồn hà. Người qua đường mắng chúng tôi rồi bỏ đi. Lúc này điện thoại di động của tôi reo lên. Là mẹ tôi gọi. Bạn đã chết ở đâu rồi? Cũng không trả lời điện thoại. Nhân viên tư vấn của bạn gọi cho tôi. Giả sử tối qua bạn không về nhà, bạn vẫn đi học chứ? Và người bạn cùng lớp tên Lưu Đức Hoa, có ở bên bạn không? Hai người chết ở đâu? Trường học trường của tôi ở đâu? Bạn đã uống bao nhiêu? Đi taxi về đại học Côn Minh. Mẹ tôi giận dữ cúp máy. Chúng ta đã đến đại học Quyên Lăng phải không? Có lẽ vậy. Vẫn là ngôi trường quen thuộc. Chỉ là những người bên trong đều có những gương mặt xa lạ. Chúng tôi quay lại ký túc xá. Có bốn người bạn cùng phòng trong ký túc xá. Nhưng không phải Tuyết Du, Aikun Yenfer và thành phố nổi. Akan và thành phố nổi ở đâu? Hay một người bạn cùng phòng trả lời. Kun, thành phố là ai? Tôi chỉ biết tăng cân. Một người bạn cùng phòng khác đến và hỏi tôi. Anh Trạch, anh đưa anh Đế Hoa đi đâu vậy? Thức cả đêm, tưởng bạn đã mất tích. Thật thú vị. Lần sau nhớ dẫn tôi theo nhé. Đức Hóa nhìn tôi và hỏi. Họ có vẻ quen thuộc với chúng ta. Thôi đừng hỏi, đừng nói quá nhiều. Không muốn bị coi là điên. Chỉ cần làm theo các quy tắc mới. Một câu nói hiện lên trong tâm trí tôi. Hòa nhập vào mọi người. Và đừng nói điều đó với bất cứ ai.